Alo, xin chào. Xuống tầng âm 1 đây. Nào, chào dẫn đường nào. Không ấy sao? Đấy. Úi giời, ăn nhiều vào. Không phải ạ. Ấn mạnh. Úi giời. Lạnh lắm. À thế à? Hơi lạnh. Mở xe đi. Mở xe ra. Tút tút tút. Ừ. Xe không biết lỗ không? Có chứ. Có lỗi nào? Có anh ấy. Ok. Ôi hôm nay rộng thế nhỉ. Nào Trang vào mở, mở xe. Không chỉ lên lên. Còn bố này. Ừ, nào Trang mở xe nào. Lỗ máy đi. Ừ, đây xin giới thiệu mọi người đây là Trang nhá. Trang bên bên kia mà Trang ơi. Đấy. Được chưa? Ấn mạnh. Ấn hết cỡ. Ok. Được rồi. Mời Trang xuống. Lại nhá. Ờ. Đấy, đấy là chìa khóa ở không không biết đâu. Cái gì đây? Trang lại có gì đây? Không được nghịch đồ linh tinh nhá. Đấy thì cái gì? iPhone đi. Ừ. Thoại của nó đây. Để nguyên vị trí nhá. Ui ơi, đây đây đây, đây là mới thoại. Để nguyên vị trí. Còn đây là cũng là mới thoại. Ừ. Còn đây là chiếc cây để đi. Cái đó lạnh đi nha. Ừ. Chất rơi đi đó lạnh. Còn đây là bằng lái xe của bố tôi đây. Bố mã văn nhà. Ừ. Ok. Để gọn vào. Không nào mà bố sang bố mắng thôi. Mắng đó bố chưa mà. Thôi đóng vào rồi. Thôi tôi đi ra xe thì có kia trước đây. Thôi ra lấy bia thôi. Đây là cờ. Cờ của nước Nga. Mấy giờ rồi? Đếm giờ 15 phút. 15 phút lên. Nó máy 15 phút nha. 5 đây giờ là 23. Của nước gà đấy cơ. Cắm vào.
Ôi ra đó. Ra cho thoáng. Ấm chứ ngồi chứ ấm. Tôi có bảo lái xe rồi nhá. Lái thế. Sang thì lái đâu. Không, quá. Quay xong này. Trả lại, ok. Không kít, mắng. Bảo vệ bắt đấy. Ok. Xin chào mọi người. Trang này, nhưng mà nó có hai ghế. Ừ, con này xe màu đỏ. Xe màu đỏ. Và con Mercedes chuẩn bị cho của nó là U233. U2233. AA777. Ừ. Con xịn đấy hả? Ở đây của nó chỉ có một cửa. Một cửa duy nhất. Xe thể thao. Xe hãng xe thể thao. Mercedes. Sau là Porsche. Ừ, tiếp theo bên kia. Và đây là con gì? Và đây là con Mercedes. Mercedes. Đây con Mercedes hãng xịn của nó. Đây con xe này cũng hãng xịn này. Con xe này là Land Rover. Ừ. Hãng xịn nhất của Land Rover. Land Rover. Còn đây là Mercedes. Ừ. Cấp xe tôi đợi. Ừ. Ở đây là cái cửa. Nhưng mà cầu thang đó thì làm sao mà không lên được, lại đi qua cái cửa này. Cửa này lên hôn lên tầng mình hả? Lên tầng mình được. Hết. Ừ. Thôi đi, đi về rồi. Còn đây là con xe Land Rover. Mà nó màu đen. Ừ. Ừ. Ừ, xịn nhất. Xe màu xanh này nữa này. VMW. BMW. BMW. Ừ.